đâu sao đâu. Chiều sao anh chơi cái gì vậy? Đi chạy thôi gì đúng không? Còn đi nha. Đi vào khám phá, hy vọng ta sẽ tìm được một kho báu. Xin chào quý vị các bạn. Ủa vui gì? À, nghe cái tiếng gì vậy? Trời ơi, đu dây. Đu dây hả? Chơi không ba? Trời ơi, trời ơi, cái trò đó là trò gì vậy? Đu dây từ zipline. Quý vị các bạn thân mến, mình đang có mặt tại một cái địa điểm mà nó rất gần với động thiên đường ha. Từ động thiên đường chạy ra đây nó khoảng chừng 10 phút thôi à. Và nó cũng thuộc trong cái khuôn viên của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Ở đây, ngay phía sau lưng mình chính là dòng sông, sông Chày. Con sông có cái tên rất là không có lẫn vào đâu được, sông Chày. Và ở đây là một cái khu mà người ta tổ chức để cho chúng ta trải nghiệm các cái dịch vụ cảm giác mạnh có đó. Vừa rồi mình nghe đu một cái nha, người ta hú zipline, gọi là ziplining, rồi kayaking, tức là chèo xuồng kayak và còn tắm bùn nữa. Và đặc biệt là sông, khu vực này là có sông Chày và cái hang tối vô trong đó tối thui à, mà người ta vô đó tắm bùn thú vị lắm luôn. Mình tò mò hết sức, cũng muốn đi trải nghiệm một chút xíu để chia sẻ với quý vị và các bạn. Đó, mọi người thấy bà xã mình thì đi đúng cái chặng Quảng Bình thôi, vui lắm. Nghe có cái vụ này bà vui chứ mình không có vui chút xíu nào, mình không có vui chút xíu nào luôn, nói thiệt luôn. 50 năm nay nữa cuộc đời của tôi là tôi chẳng bao giờ đi chơi mấy cái trò cảm giác mạnh hết, đi một cái gì đó. Trượt ống hả? Trượt ống hay là cái roller coaster là mình không có dám chơi, mình sợ lắm. Nhưng mà nãy mình thấy đu cái dây này đi từ trên đầu này chạy xuống tới đây chắc nó xa lắm. Nước trong veo luôn kìa. Không, bởi vì người ta nói nó vô lý thiệt là vô lý. Hồi còn nhỏ không chơi, già mới bắt đầu mới chơi thì người ta gọi là gì? Gọi là già dịch hay là già giật. Già giật thôi. Bây giờ chơi luôn ha. Chơi đi, nóng quá rồi. Rồi, ok. Đó. La dùm, la dùm. Nhưng mà sông ở đây này giờ nước trong, nước đẹp quá, nước sạch quá. Nước trong veo à, nước đẹp quá. Thôi. Bây giờ bước kế tiếp làm sao đây bà con? Phải thay đồ hả? Mình hình như mình lựa phao cho vừa với mình đó bạn. Rồi, ra lựa phao. Ủa bây giờ phải thay áo hả? Thôi cởi thôi, nam giới mà đâu có trần ở trường vậy đâu đó. Rồi đây. Đây trả lại cái mic. Nga chạy vô hỏi thử như thế nào bây giờ, mặc đồ gì. Dạ, hướng dẫn lại cho mình đi. Sông Chày hang tối bà con ơi. Bây giờ mặc cái áo nào đây? Sao áo nào cũng cũ hết, mình thích mấy áo mới, không có áo nào đẹp đẹp. Cái này vừa không ta? Thôi cái mặt đại đi. Cái này chắc em phải hỏi là cái gì vậy? Bạn này nói là quay cái gì tư liệu. Mình có đi vào tháng tuổi không anh ạ? Mình có đu dây dịp đại không? Có. Nếu mình đu dây dịp đại thì mình phải mang áo pháo, mình vào đâu kia mình đeo cái đại dịp đại trước. Sau đó mình ra đây mình mang áo pháo để tiền cho mấy cái. À là phải đi một vòng nữa hả? Bây giờ mình vào trong này này, vào trong cái chỗ của em làm việc này. Em phải trang bị cho anh đi. Ok rồi, ok. Mình bây giờ mình cởi áo pháo ra mình mang thôi. Hết rồi. Gì vậy? Để thuận tiện cho việc đeo đai anh ấy. À, thuận tiện cho việc đeo đai hả? Dạ. Còn mà nó có nguy hiểm không em? Dạ, không bình thường anh ạ. Không hả? Đi một lên thì thật. Nhưng mà đi nó bao nhiêu mét vậy? Dạ, 400 mét đấy. 400 mét hả? Dạ, từ bờ bên này qua bờ bên kia. Là bao nhiêu phút? Dạ, nếu tùy theo cân nặng của mình từ 20 đến 30 giây. Tùy theo cân nặng của mình đi 20 giây từ 30 giây. Chắc ba là chắc... Tôi chắc 15 giây tôi tới nơi rồi. Rồi đây. Đây ra quay cái này nó hay nào. Mình cởi áo ra đi em. Mình đi vào hang tối này mình phải cắt bỏ áo lại. Rồi bây giờ không, mình sẽ... đâu có mang áo theo đâu. Dạ, bây giờ mình sẽ để hai chân vào hai cái lỗ nhỏ này. Mình
mình bỏ hai chân vào. Đây, đứng này đi nhớ dễ. Mình bỏ hai chân vào hai cái lỗ nhỏ này này, lỗ nhỏ này, lỗ nhỏ này. Rồi, bây giờ thêm một lỗ bên trên. Mẹ làm không đi nhỉ? Mình có mẹ đi chảo đến ngang éo cho em. Trời ơi. Sợ quá à. Trời ơi. Nhìn thì thấy đã lắm. Mình đã từng thấy những hình ảnh này trên phim rồi, trên Discovery rồi. Và rất nhiều bộ phim nhưng mà để cho mình đi vào phòng mình sẽ được tạo bị cảnh bụi và kèm theo đen trong nước. Là vô trong hang luôn hả? Tức là cái này mình lên đầu đỉnh kia mình tuột xuống. Đầu tiên mình sẽ trượt dây zip line dài 400m qua bờ bên kia. Sau đó mình sẽ bơi một đoạn 20m và cùng với hướng dẫn viên đi vào trong hang gần 1km trong hang. Và ở trong hang sẽ có là 7-8 bùn. À vậy hả? Vậy dạ. Bây giờ nhóm này đi theo anh làm sao? Tại vì xuống cái là vô trong hang luôn đúng không? Dạ. Riêng bộ đồ ngày này cũng 3 kg đó. 2 kg không? Dạ cả đó chỉ có 1 cân 2 thôi. 1,2 kg. 1,2 kg mình tính sao thành 2 kg 1 thì trời. Màu cam luôn đi. Đó, để cho dễ nhận diện giống vậy. Món cam mới chịu. Lát mình mặc áo phao màu cam luôn để dễ nhận diện giống vậy chứ. Là trước. Sợ quá. Để cho mình ra đây mình lấy rồi. Rồi, mấy đứa tiếp đi. Trời ơi, lỗ tai tôi kẹp lại. Có chừng đi hồi đó, dướng lỗ tai lại á. Rồi rồi, đây áo cam. Yes. Bây giờ là áo phao cho anh nha. Thôi anh mặc áo này. Dạ, thì bây giờ em mặc áo đồng được. Em có áo nào mới không? Đẹp không? Quay cho nó đẹp. Áo này chị nè, áo này cho đảm bảo gì á. Không, mình bơi được mà, nó có cần có gì. Rồi, ok. Đó, nó cam lè từ đầu tới từ đầu tới xuống dưới chân luôn. Xiết lại. Ok. Yeah. Hào hức quá, nóng quá. Rồi giờ cái này anh cầm này đúng không? Dạ. Bây giờ anh đưa kìa. Dạ, anh đeo tay đi. Anh thẳng lên nè. Đeo phải. Anh cứ cầm để tầm này là ngay mặt anh luôn rồi. Vậy hả? Dạ. Dạ. Khoảng cách từ đây ra mặt anh GoPro. Cái tầm này. Dạ. Tầm này là vừa. Vừa mặt thôi. Gần lại chút không? Thấy nó xa quá. Gần lại để em chỉnh. Không kéo cái ngắn lại là được rồi. Cái dài quá nó. Gần quá sợ lắm. Hả? Đó, được rồi. Em mặc giáp rồi. Lấy chặt vô nha. Em cũng chảy nhiều. Dạ rồi. Vậy hả? Cầm cả giờ vô đúng không? Dạ. Có máy luôn nè, em bấm máy. Dạ. Máy chạy. Hello, kính chào quý vị các bạn. Mình đang có mặt tại sông Chày hang tối. Và mình và sư phụ bà xã đang chuẩn bị trải nghiệm ziplining. À, cái bộ môn này nó gọi là ziplining, trên thực tế là mình gọi là đu dây. Giống như tạc răng nhưng mà đu qua suối, đu qua sông, qua núi, qua suối, qua sông, qua đồng lúa chín. Nói gì chứ? Lẹ. Câu giờ quá. Lẹ lắm. Hồi hộp quá. Thôi đi để khán giả chờ kìa, nhanh lên. Bỏ xe hết. Đâu đường nào vậy? Rồi bây giờ tôi làm sao nè, để phải tính làm sao để quay cho được á. Quay được cái cuốn máy này cũng không phải đơn giản đâu đó. Bây giờ là anh cứ trèo lên đó thì mà thằng Hào sẽ theo anh lên trên đó, còn em về quay về cái đầu cuối để anh đón anh lên đầu cuối. Không rồi ok, vậy là anh cứ lên đó không? Để mẹ. Anh cano đón của em. Đi cano. Đi. Bà ơi, bà Nam, cano bà ơi. Ai đi cano xuống dưới sông, còn ai đi. Ủa sao nó kẹt kẹt ở đây vậy, khó chịu vậy? Không biết nữa. Được rồi chưa? Đó, mình quay luôn đây các anh bạn người nước ngoài của mình đây. Ủa, cái này đang nhìn thấy ba chứ đâu có thấy được.
À đây, đó, các bạn ở nước ngoài. Qua đây đi. Ủa, các bạn đi team nào mà đi sao mình quay vậy? Dạ, team của Kai. À, team của Kai phải? Dạ. Chà, nó kẹt kẹt cổ tay đâu á. Nó hơi gắt rồi. Ôi, nóng chân quá. Thôi kệ nó. Ủa, đi đường nào lên ta? Đi xa nhỉ? Bà chân Hào ơi. Ông nhìn thấy rõ mặt mình không? Mình cầm nhà mình đâu có thấy mặt mình sao đâu, đâu biết đâu. Rồi, đó phía trước mặt quý vị các bạn là Zipline. Ok, đó, lát mình sẽ lên cái nhà đó đó. Nó giống như là cái đài thiên văn vậy đó. Giống như cái đài quan sát thì đúng hơn. À, đúng là nhỏ thì nhát gần. Lúc nhỏ thì nhát ơi là nhát, không có dám. Trời nóng quá. Phỏng chân. Trên này mát rồi, trên này mát rồi. Nhóng nhóng. Trời ơi nó nóng quá, má quá. Trời chưa đi thôi đỡ rồi, đỡ rồi. Trời ơi. Trên này mát rồi. Trời ơi. Chưa đi mà đã trải nghiệm rồi đó. Cái trải nghiệm đầu tiên là muốn phỏng chân rồi đó. Trời ơi. Chắc cũng không có ông già nào mà rảnh cho tôi. 51, 52 tuổi mà còn mày đặt đi trải nghiệm. Ở đây thôi. Dạ. Hai trước nè. Mọi ba đi, trên tay trắng ta đen. Bánh xì, ừ, cho anh ta đi trước đi. Yeah. Okay, you go first. No. Okay, okay. I need to watch. I'm a bit scared. Yeah. Okay, dùng chưa ra. Okay. Okay, anh ơi. Thôi để mình lên tranh thủ mình quay. Good luck my friend. Good luck my friend. Nghe tục mút quá. Có gì đâu. Cái máy này nóng quá vậy trời. Đi ngoài nắng á. Xong cho anh ơi. Đó, ok, khi nào xong nói em nha. Dòng xong mà hóa rồi. This is the serious stuff, like this is the child. Thấy gì không? Thấy gì không? Yeah, ủa tắt rồi hả? Ủa, vậy là tắt rồi hả? Dạ không, vẫn là ngoài trời. Nó tốc độ nhanh vậy luôn á. Cái tủ này đi ổn không? Cái số nó đang chạy rồi, 21 hay vậy? Có già hơn hả? Ủa sao nó ngồi cũng đều dữ vậy? Có mấy ông già hơn. Trời ơi. Đây, cái phút trước đây. Không dẫn chùa bà xã thôi. Really, trời ơi, cô đấy cô đang hóng quá. Chị Vân chơi này nhiều chưa chị Vân? Chưa bao giờ. So from? I'm not sure what for. The walk of shame is there. Where are you from? Scotland. Oh, Scotland. Yeah, yeah, but I live in Hoi An. Oh, you live in Hoi An? Yeah. And you come long way to here and... Yeah. Ride the motorbike. Oh, you ride a motorbike? Yeah, up the Ho Chi Minh West. Oh. Beautiful. Đây các bạn này là ở là người Scotland và họ sống ở Hội An, sống làm việc Hội An xong họ lên đây họ đi trải nghiệm họ đi bằng mô tô hai. Đâu đen hết. Ở đây mấy tiền mấy cấp cho mình. Hôm nay nó khó hết. Hết mấy cấp mình không chưa. Mình cũng được trải nghiệm rồi, nào đây là editor của mình. Rồi. Không chưa, check vô, check vô, xong chưa? Chưa, đang chuẩn bị đặt chỗ trước. Ok, you can come first. Because I'm waiting for my friend down there to shoot me. Maybe 7 minutes more. Họ cũng sợ luôn. You know what I mean? Are you nervous? Yeah, I'm very nervous. Okay. I don't like heights. Me too. I'm afraid of heights. Ông nói ông sợ độ cao cho nên là ông giống như mình. Ok, good luck. You have to represent me. Ông chửi kìa. Scotland represent. Quay ổng kìa má. Dễ thương quá. Mít kìa.
There's always the walk of shame, mate. Yeah, I'm happy to do that. You okay? Thôi đừng không nói. Walk of shame. Ghẹo ổng. Oh man. Anh này không nói là ông đã mắc cỡ. Well done, man. How old is he? He's very young. Ồ, đây là một cú máy huyền thoại nè. Quay. Chưa được đâu. Oh, bây giờ đó. Yeah, mate, should I give you a push from behind? There you go. Have a good time. Have a good time. Go. Yeah. Yeah. Happy birthday. Woo! Happy birthday. Yeah. Trời ơi, ổng lao ở bên kia mình nghe luôn á. Ở bên kia có người đón không anh? Đó. Ồ, chưa hả anh kia? Không cho anh ơi. Hà nóng ruột rồi kìa, cho Hà qua đi trước đi Hà. Dạ, em thích. Em đi qua đi. Hà đi trước đi. Mày, nhưng mà anh đi. Không, chủ yếu là cả đi, em anh này, anh này, anh này. Tới này. Ở tới này đó. Đợi anh này. Không, cái này em chơi một lần rồi. Wow. Một lần đầu tiên thì em la như chết rồi. Lần thứ hai hy vọng. Rồi đây tất xin anh bạn này. Trời này thích lắm. Sắp tới bạn hè rồi nha. Happy birthday! Happy birthday! Ủa sao quay vòng vậy? Không, nếu mà không ấy được thì nó sẽ quay. Ủa sao nó quay vòng vậy? Đã quá à. Cũng nhẹ nhàng rồi ba. Nhẹ nhàng lắm á. Ờ đúng rồi, nhẹ lắm. Nhẹ lắm. Luôn chân. Các bạn nghe rồi. Rồi, rồi. Không, cơ bản là có đi rồi. Hà có đi rồi. Nhưng mà cái này dài hơn thôi. Thôi ráng đi em. Đó. Thấy quay cái góc máy này đọc không? Đó, hai sợi dây. Hai sợi dây đơn. Không, hai sợi dây này nè. Nghe nói, phải thấy Hà đi trước rồi mới tới chú. Nghe, nghe, nghe. Ông Khánh Hà xong tới chị Vân, xong rồi mới tới anh. Dạ Khánh Hà xong tới cô tới chú anh ơi. Thôi anh đi cuối cùng đi. Để em quay nhiều nhiều vô. Happy birthday. Happy birthday. Wow, giỏi quá. Ủa nhưng mà mình cầm cái cây cầm cái dây đó thì nó đỡ xoay hả? Đúng không? Đập dịch nữa kìa. Rồi đúng rồi, có đập dịch luôn kìa. Không, mày đi ra đó mày đạp luôn. Đi ngang đầu con dịch đó đạp dịch. Đạp cái đầu con dịch hả? Rồi, ok rồi, mẹ lên. Rồi, trả lại cho ba nè. Rồi, đưa ba cái cây đó đi, rồi. Rồi, con cầm đây. Rồi, chị Vân. Đây, cứ cầm bộ đàm cho. Chúc chị Vân đi vui. Dạ thưa quý vị các bạn, thật ra mình cũng sợ lắm. Nên nãy giờ mình cứ nhường người ta đi chứ không phải gì hết trơn á. Chứ mình cũng không tự ti. Mẹ ơi, lâu quá. Được không? Không được. Không được, không được, thôi xuống đi đi cano đi chắc ăn mày ư. Ok xuống đi em ơi. Rồi. Rồi rồi, Vân, chị Vân đang xuống, chị Vân đang xuống. Rồi hốt đi. Happy birthday. Có một câu à. Chị Vân vô hồi nè. Hay quá à, không bị quay. Ủa lát coi dùm tôi đi, quay xoay mòng giống như cái vòng trong. Woo!
rồi con đi trước đi. Con đi, con đi. Rồi con lên đi. Con chưa chú á. Thôi. Không, con lớn nhỏ tuổi đi trước đi. Chú lực tuổi chứ đi sao. Dạ. Chú đi bọc hậu. Bây giờ sẽ tới lực của Tuyền. Dụ đi lên hết trong lát mình đi xuống mình đi cano qua. Đây là lần đầu tiên Tuyền được cái này nữa. Rồi chuẩn bị Nguyễn Thanh Tuyền. Make up artist. Okay. Rồi chuẩn bị. Happy birthday. Woo. Rồi Tuyền đang xuống. Không đứng lên cao lắm. Rồi Tuyền nó quay vòng, Tuyền nó quay mòng luôn kìa. Mẹ ơi, mẹ sợ quá. Rồi nó tới rồi. Rồi thôi con cất luôn đi. Đây đây chú cầm cái này rồi đi chứ, được chưa? Nhét mấy cái mic vô túi luôn đi nè. Này sao toát mồ hôi hết trơn vậy trời. Cái tay mình toát mồ hôi hết trơn. Trời ơi tôi sợ độ cao lắm mà con ơi, tôi nói thiệt luôn, tôi thề luôn á. Rồi ok. Trời ơi. Chỉ có nhắm mắt thôi. Từ từ nha. Để xong. Trời ơi, mình quán cái háng tôi làm gì. Ê, anh là... cầm một tay cầm quay ấy, một tay anh cầm ở đây nè. Cứ thả lỏng cho nó xoay tay vô đây. Rồi xong anh thở vô đâu? Một tay anh nắm ở đây nè. Nắm ở đây. Tay nắm này đúng không? Không, tay anh này anh cầm cái này phải không? Rồi đúng rồi. Rồi tay này thì anh nắm ở đây. Tay này nắm ở đây. Đúng rồi. Vậy thôi hả? Vậy thôi, xong anh ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Lúc qua bên kia mình tiếp đất ấy, gần tiếp đất ấy, anh co chân lên nhé. Gần tiếp đất phải co chân lên. Vì anh chắc là nặng đấy. Ôi mẹ ơi. Rồi anh ngồi xuống. Mời Yến ơi. Khoan cho tự. Ok, xuống em ơi. Ủa sao nó kẹt kẹt khó chịu vậy? Đấy, ok, thả lỏng đây. Rồi ok đi. Đi nhá. Chưa, sao tự. Ok chưa? Em đang bấm luôn. Bỏ vũ. Xong xuống. Cứ vậy thôi gì đúng không? Đúng rồi. Rồi đi nha. Rồi. Nhắm mắt. Trời ơi, dắt mình nặng quá hay sao á? Bao nhiêu ống kính vậy? À, bị cái GoPro nó quýnh rồi nè. Tôi sợ quá, nó nhắm mắt luôn. Ơi, đẹp đúng không? GoPro đẹp nội tôi. Đẹp. Có chân lọt kìa. Kia. Thôi đánh chỗ cho anh ta đi kìa. Nó sợ độ cao mà nó lên. Cái gì? Trời ơi, nó nhìn nó tôi nó cười kìa. Ôi. Nhìn mặt anh đi. Rồi tiếp theo đi đâu nghe. Anh hướng dẫn ơi. Trời ơi, mồ hôi lạnh nó toát. Anh hướng dẫn đi nè. Trời ơi. Dạ. Sao có gì đâu? Tao thấy mặt đỏ quá vậy. Mình đỏ không anh? Còn bốn kia là phải bơi hả? Đúng rồi, bây giờ mình sẽ bơi. Vậy yeah. Lạnh quá. Đâu rồi, chị Yến ơi. Tất cả mọi người mình không, trải nghiệm này mới đã nè. Ủa là bơi chứ không phải chèo hả? Mình bơi chứ không phải mình chèo hả? Chèo cũng được. Mà chị ơi, bơi cho nó vui hả?
bơi 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 lạnh dữ vậy chị chém không mẹ chèo đi ba bơi mày mày vô đó mày đem gì lắm rồi á mày không không bơi mình chỉ sợ bơi với em à mày biên bỏ lạnh mày lạnh quá rồi nước sạch quá nè thân mến, ơi, xuống dưới nước là của Colorman, còn lên trên không là thôi tôi lại đi chuyến này thôi, không giờ thấy tôi đi lần thứ hai đâu nha. Từ cái bờ đó mà sơ đi qua đây là khoảng 20 mét. À, từ cái bờ, ủa nãy không có ghi hình gì hả? Dạ có. Từ cái bờ đó là bơi vô đây khoảng 20 mét, nước hơi lạnh nhưng mà thật ra mình xuống chút xíu là mình quen liền, mát lắm, đã lắm. Giống như ngày xưa đội cái nón này là mình có cảm giác là giống như là công nhân mỏ vậy đó. Ồ, đi vào khám phá, hy vọng ta sẽ tìm được một kho báu, một ngàn lượng vàng đang chờ đón chúng ta trong hang tối. Bơi vô mập, vô trong đó thì có ngàn lượng vàng đó, sáng nay nước nhiễm màu đó. Hồi sáng nay vô trong động thiên đường có một cái hai ba giọt nước nhiễm lên đầu mình rồi. Thời tới rồi, thế nào cũng vô đây kiếm được mấy trăm viên kim cương với mấy trăm ký vàng. Khi quý vị các bạn đã xem video này thì lúc đó là Colorman đã trở thành tỷ phú đô la rồi, cho nên mọi người không có kiếm được mình nữa đâu nha.